Bữa nay nha, bên Kim mất không ăn July 4 mà là ăn July 5. Tất cả chị em gồm có chị Cola nè, chị Kiều nè, Kim nè, Victor Hùng nè, bốn người chịu trách nhiệm cho cái bếp này đó các bạn. Anh Hùng thì nấu tôm hùm với mì, còn chị Cola thì có trách nhiệm đi chợ mua nấm, mua trứng nè, chị Kiều thì hầm xương. Và bây giờ Kim là cái người sẽ nấu vào cái nồi súp này có những cái gì. Mời các bạn nhìn vào đây, nồi bông bóng cá. Đây là súp bông bóng cá đây các bạn. Thì trong nồi súp bông bóng cá này, Kim sẽ bỏ trong này là thịt gà nè, cua, trứng, trứng cút, nấm và còn nhiều thứ nữa các bạn ơi. Rồi từ từ Kim sẽ bỏ vào cho các bạn coi nha. Sau khi đi ăn hủ tiếu về, chiều lại có món khác các bạn ơi. Chiều nay có món tôm hùm xào mì, làm tại nhà anh Hùng với chị Kiều. Tôm hùm. Và đây là mì. Mì xào tôm hùm. Ủa anh Hùng, để cái nồi nó cháy nóng rồi anh Hùng ơi. Mr. Hùng, món này là món ruột của Mr. Hùng nè. Ban đầu là Mr. Hùng bỏ bơ vào. Cái nồi nóng quá lại người. Cái nồi nóng lắm lại phải để ra chứ không thôi nó cháy tỏi á. Thơm chưa? Thơm phức luôn. Đó, anh bỏ tỏi vô nè các bạn thấy không? Tỏi củ nha các bạn nha. Wow. Thơm quá thì thôi á. Bơ mà bỏ tỏi vô á, nó nóng rồi nó thơm ghê nha. Đây, tôm. Đúng rồi. Cái gốc và lấy cái đầu gốc. Chị Kiều là coi như là phụ bếp. Phụ bếp. Phụ bếp bị la hoài. Để dưới á. Để dưới này nè, để dưới này cầm cho nó mở tay vậy. Cắt trên cái đầu chứ. Mr. Hùng mà làm món gì bà ổng làm bằng máng mà. Còn là đó là mì á. Mì mà ổng xào nguyên máng vậy nè. Nhiều lắm các bạn ơi, phải nói là nhiều vô cùng nhiều lắm, mì nhiều lắm. Bỏ vô luôn á, bỏ vô hết á. Anh ơi em nghĩ xà làm hai á anh ơi, chứ không thôi là nó đầy quá, nó không có nóng không kịp á. Nó không có đều. Anh gấp thêm nữa. Đó này cho đợt ngay đi, trời nhiều quá. Đợt ngay đi. Cái này á chị Kiều á, chị ăn khổ ghê á nha. Người ta ăn độ nó mì, người ta ăn với lại cái gì, mẹ má trộn nó mì ba ăn độ với lại lobster. Ăn khổ vậy đó. Tay chị đâu, chị để lên chỗ nè. Không, bên đây được. Ở dưới thì không sao. Đấy, chị thấy không, Mr. Hùng đã đang bỏ bơ vô nè. Đó, tắt bếp rồi đó. Món này chỉ có ổng làm thôi. Tỏi này anh mua trong Costco phải không, Nguyên Bình phải không? Đúng rồi, Costco. Bình như 7 đồng hả, hay 8 đồng? Không biết. Mua xong rồi tính tiền đi ra sao á, giống em ghê á, ai hỏi em giúp em biết giá là vậy á, tại vì chị biết sao á, giá nó đã có sẵn rồi. Mà mình đã muốn mua thì gặp vậy chứ coi gì chứ nữa, nó vẫn cứ giá đó, đúng không chị? Cứ lấy ra là trả tiền thôi, thích là mua thôi. Chứ bây giờ mình đã muốn mua rồi, mình cứ giá, mình cứ coi giá, nó cứ giá nhiều đó, không có thay đổi được, tại vì giá trong nhà nước nó đã vậy rồi. Bỏ tỏi nhiều ăn cho nó cháy lắm. Nhưng mà ăn tỏi tốt đó. Ăn tỏi chống nhiều bệnh đó chị. Chống Covid.
tơi còn nhiều hơn mì nữa. Ừ. 16 rẻ hơn nhà hàng, nhà hàng làm gì 16 được chứ. Còn thêm nữa. Mình bán dĩa chút xíu à. Bán tới 18 đồng mà mấy 17 đồng thao. Ai bạn có biết không, hôm nay trách nhiệm của mình á là rất là nặng. Tại vì mình là chủ nhà, mình chịu làm cái nặng đi. Mình phải sáng đi sắp hàng mua gà tươi, mình mang về, mình luộc, mình rửa và mình lột đây. Đây là cái nhân gà và nấm. Nấm mình cũng phải rửa sạch sẽ à, mình rửa trước, mình để đây rồi mình luộc mấy tiếng đồng hồ và được một nồi súp rất là ngọt. Đây rồi, tất cả những gì mình sắp xếp hết rồi, hai đầu bếp tới bắt đầu làm. Bữa nay là mấy anh em ăn một bữa tiệc. Thay vì là ăn ngày July 4 thì mấy anh em ăn một bữa tiệc ngày July 5. Kim thì Kim chịu trách nhiệm coi vào cái nồi súp. Chị Kiều chị đã hầm xương cho Kim sẵn rồi. Thì bây giờ Kim sẽ nấu một nồi súp bông bóng cá. Ở trong bông bóng cá nó có nè, có thịt nè, thịt gà nè, rồi có trứng cút nè, có tôm nè. Tôm mà tôm mình mua ở trong Costco các bạn, họ làm sẵn đó, rất chi là ngon. Thì đây là nồi bóng bóng cá của Kim đây. Sôi đây nè các bạn, đang sôi dữ lắm luôn. Thì bây giờ đó, Kim chờ cho bông bóng cá nó nở thêm một tí xíu nữa. Rồi Kim sẽ bỏ trứng nè, rồi Kim sẽ bỏ cua nè, rồi Kim sẽ bỏ nấm nè, rồi Kim sẽ bỏ thịt nè, rồi bỏ dầu mè và tất cả những thứ sau này từ từ Kim sẽ bỏ vào sau nha. Hôm nay á, buổi tiệc này á, là Pha Là là chuẩn bị trứng. Là nhiệm vụ của Pha Là trứng và nấm. Đó, trứng này Pha Là phải đi chợ Đại Hàn mua đó. Vừa tươi mà vừa ngon lắm đó, các bạn thấy không à, nên mình chuẩn bị một bữa tiệc rất, rất là thịnh soạn. Đấy, lột ra nó được chừng này. Rồi, còn nấm là một vỉ. Mình nấu mất một nửa rồi. Nó còn chừng này. Nấm này cũng ngon lắm nha các bạn. Đại Hàn, chợ Đại Hàn cái gì nó cũng ngon hết trơn á. Tươi mà ngon bởi nó mất một chút mà nó ngon. Bây giờ Kim bỏ trứng vào nha các bạn. Đây là trứng cút mà chị Pola chỉ mua đó. Trứng này tươi, chỉ mua ngay chợ Đại Hàn mà trứng tươi làm tại Mỹ nha các bạn. Ấp tại Mỹ chứ không phải làm tại Mỹ. Thì bây giờ đây Kim sẽ bỏ vào và Kim sẽ nêm nếm lại nha. Đấy các bạn thấy không? Cái nồi súp này phải nói là rất là chất lượng. Rồi bây giờ Kim sẽ nêm nếm lại nha. Múc lên một chút xíu. Đấy. Rồi Kim sẽ nếm, rồi bắt đầu Kim sẽ mới bắt đầu Kim sẽ nêm nếm lại một lần cuối trước khi mà mình xong nha các bạn. Ồ, một cái nồi nó đã ngon quá rồi, nó vừa ăn lắm. Bây giờ Kim chỉ bỏ thêm một chút xíu dầu mè nữa là ok. Với lại Kim sẽ bỏ trứng Kim quậy lên. Và đồng thời Kim cũng sẽ cho một chút xíu bột năng hoặc là bột bắp nha các bạn nha. Ở đây 2 muỗng ăn phở dầu mè nha các bạn. Đấy. Trong cái nồi súp này đó, bữa nay ở nhà phải nói là không còn rượu nữa, phải lấy rượu của Mr. Hùng ra để bỏ vào cho cái nồi súp nó thêm ngon và nó thêm đậm đà nha các bạn. Đây là rượu XO của Mr. Hùng em chôm ra để bỏ vào nồi súp này, các bạn thấy hoành tráng không? Bây giờ Kim sẽ cho vào đây một muỗng ăn phở nha. Một muỗng ăn phở nha các bạn, cho nó nồng cái nồi súp vào lên. Trời ơi, thơm thì thôi luôn, thơm lắm mà Kim, thơm quá à. Đây nha, bây giờ Kim sẽ bỏ trứng vào Kim trong cái nồi súp này nè, Kim đánh ra đó. Khi mình bỏ vào cái mình quậy đều là bắt đầu trứng nó tan ra các bạn đấy. Thì trong nồi súp nó bao giờ nó cũng phải có trứng để nó làm cho tăng thêm cái vẻ đẹp và nó tăng thêm cái độ ngon của nồi súp đó các bạn. Đấy. Kim bỏ rất chi là từ từ, mình khoắng giống như là mình khoắng bột năng vậy đó các bạn, đó, nó tan ra như vậy. Thay vì mình bỏ vào cái rổ cũng được, nhưng mà cái rổ là phải có một người cầm, nhưng mà thôi, Kim làm như vậy cho nó nhanh.
Khâu cuối cùng là cái khâu bỏ bột các bạn. Mình quậy chút xíu bột bắp hay bột năng hay là bột khoai tây cũng được nha các bạn. Ở đây thì Kim cho bột bắp này. Đó, mình quậy từ từ như này đó, cứ quậy nhẹ nhẹ vậy đó. Quậy vậy đó, rồi bắt đầu từ từ nha các bạn. Đấy, xong mình cho qua chỗ khác. Cái nồi này to thì thử ra Kim cứ cho từ từ, chứ đến khi nào mình thấy cái độ đặc mình thấy là vừa của mình ăn, bắt đầu là mình ngưng nha các bạn nha. Đấy, bây giờ Kim đang cho bột vào nè. Là cái nồi của Kim sắp sửa xong rồi đó các bạn. Vì là ở dưới nó có trứng cút đó, nên các bạn chỉ quậy bên trên thôi nha. Đừng có quậy bên dưới, nó sẽ bị bể trứng đó. Đó. Sau khi mình quậy được như vậy đó, thì bắt đầu Kim sẽ lấy cái giá nè, Kim đảo từ dưới lên trên để coi là cái bột này cho nó đều các bạn đó. Kim mới đưa lên trên như vậy là đấy. Đấy, các bạn thấy không? Mình nhẹ tay thôi. Nói chung là người ta nói là nâng như nâng trứng mà hứng như hứng hoa đó chị. Ở dưới trứng mình sợ nó dập á, nó bể đó. Thì bắt đầu chị ấy, chút xíu đó mình vào cho xíu tiêu nữa. Mà trước khi ăn mẹ cho xíu tiêu nữa. Đấy. Bây giờ là tới màn đưa tôm hùm và mì xào lên dĩa. Trời, có ai mà ăn nguyên cái mâm to như vậy không chị? Có nhà bà Kiều á. Các bạn ơi, nhìn thấy hấp dẫn quá các bạn ơi. Đây là tôm hùm với mì xào. Còn bên này là súp. Các bạn thấy hấp dẫn ha. Đấy, rất là hấp dẫn.